sau 3 tháng theo đúng cái phác đồ điều trị của bên Huế thì bây giờ hiện tại làn da của chị Thu ôi trộm vía đẹp hơn cả Huế luôn. Trong video này nhìn da của chị đẹp hơn da của em luôn. Đó, thì các chị lưu ý là khi mà mình sử dụng sản phẩm thì mình sẽ phải theo đúng phác đồ và theo đúng cái liệu trình mà bên Huế đã đưa ra cho các chị thì đảm bảo là da của các chị sẽ đẹp. Xin chào mọi người, hôm nay thì Huế gặp lại chị khách hàng. Đây là chị Thu ở Nam Định, chị ở chỗ nào Nam Định nhỉ? Ở thành phố Nam Định đúng không? Chị Thu thì hôm nay lên trên công ty của Huế để kiểm tra lại da và da của chị này, mọi người nhìn này. Đó, sau 3 tháng sử dụng cái phác đồ chuẩn của bên Huế nhá, thì bây giờ da của chị hoàn toàn là thay đổi, lột xác luôn. Và hiện tại thì chị Thu thì đang làm giáo viên dạy ở tại khu vực Nam Định. Chị dạy ở trường nào ở Nam Định? Trường tiểu học Trực Đại. Trực Đại. Chị dạy ở trường tiểu học Trực Đại ở Nam Định. Và sau 3 tháng theo đúng cái phác đồ điều trị của bên Huế thì bây giờ hiện tại làn da của chị Thu ôi trộm vía đẹp hơn cả Huế luôn. Trong video này nhìn da của chị đẹp hơn da của em luôn. Đó, thì các chị lưu ý là khi mà mình sử dụng sản phẩm thì mình sẽ phải theo đúng phác đồ và theo đúng cái liệu trình mà bên Huế đã đưa ra cho các chị thì đảm bảo là da của các chị sẽ đẹp. Chị ơi, bây giờ là chị sẽ nói cho các chia sẻ cho các chị khách hàng ở đây biết, rồi các chủ spa ở đây biết được là chị đang sử dụng cái sản phẩm bên em như nào, rồi theo cái phác đồ nào của bên em để các chị có thể là có được cái làn da đẹp được như chị ạ. Nói cho tức là bây giờ là chị dùng những cái gì ấy? chị dùng những sản phẩm gì của bên em nóng này, nóng, và thứ hai là mình tiêm. Thế thì khi mà chị làm cái phương pháp ủ nóng đấy thì chị thấy là khoảng bao nhiêu buổi thì da của chị nó giữ được cái tông như thế này bây giờ? Là từ tầm 5 buổi, tức là sau 5 buổi thì bắt đầu nó mới bật hẳn tông lên đúng không? Và bây giờ thì nó cứ duy trì cái tông như thế này. Em thấy là da mặt bây giờ trắng hơn da cổ đúng không? Hai cái tông da mặt với da cổ bây giờ là khác nhau, mà thường thường là mọi người là vùng cổ là sẽ trắng hơn vùng mặt. Đó, thì với những cái kinh nghiệm mà của chị thì chị có chia sẻ gì cho các chủ spa hoặc là các bạn khách hàng mà đang quan tâm đến những cái sản phẩm và dịch vụ của bên em về cái cách sử dụng sản phẩm này, chị có kinh nghiệm gì về cách sử dụng sản phẩm bên em này, hoặc là mình cần phải theo phác đồ như thế nào, chị có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ? Thứ nhất là mình phải làm theo đúng nội trình, theo đúng tiêu đúng phương pháp của mình, và cái thứ hai là mình phải biết kiên trì vào sản phẩm và tin tưởng vào sản phẩm thì nó sẽ đẹp. Và mình thấy là mình đã dùng tất cả rất là nhiều các loại sản phẩm từ đắt cho đến rẻ, nhưng mà từ ngày được gặp em Huế đây thì là rất là cảm ơn em Huế để lấy lại được làn da cho chị. Em cũng rất là mừng khi mà chị đã có được một làn da như này. Ngày hôm nay Huế thực sự là ngạc nhiên bởi vì không nghĩ rằng làn da của chị Thu bây giờ đã đẹp được như thế này. Huế thì không có cái ảnh cũ của chị á. Mọi người có thể là inbox hoặc là có thể hỏi chị để xem là chị Thu trước đây cái làn da của chị như nào. Và hiện tại thì với cái làn da của mình như thế này thì đợt vừa rồi là chị còn lấy sản phẩm thêm cho các cô giáo trong trường đúng không? Để sử dụng, tại vì là thấy mình đẹp thì mình cũng chia sẻ cái bí kíp cho các cô. Thực ra thì mọi người cần phải kiên trì sử dụng sản phẩm này, sử dụng theo đúng phác đồ của bên Huế này. Và chúng ta quan trọng nhất là khi mà sử dụng những cái sản phẩm mà nó không có lột tẩy, không có bào mòn và không ảnh hưởng gì đến da thì chắc chắn là cái thời gian điều trị của các chị sẽ phải kiên trì từ 2 đến 3 tháng. Chị đã bắt đầu theo sản phẩm bên em là từ tháng mấy nhỉ? Mình theo sản phẩm ở bên Huế là từ tháng 12. Tức là từ tháng 12 thì bây giờ là tháng đầu tháng 3, tháng 12, tháng 1, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tức là đúng 3 tháng theo sản phẩm của bên em là khoảng 3 tháng, 4 tháng đúng không chị? Đó, thì sau 3, 4 tháng thì bây giờ là kết quả là chị đã có cái làn da đẹp hơn da Huế, đẹp hơn da của em. Đó thì các chị nhá, các chị hoàn toàn yên tâm, nếu như mà chúng ta theo đúng liệu trình, đúng phác đồ thì Huế đảm bảo với các chị sẽ có được một cái kết quả rất là tốt. Miễn là chúng ta sẽ có được một cái niềm tin là chắc chắn cái làn da của mình sẽ được cải thiện. Chị có thể chia sẻ ngày trước đây cái da của chị như nào và trong cái quá trình sử dụng thì chị thấy cái sự thay đổi như nào? Quá trình mà thay đổi da như thế nào chị có thể kể cho các chị nghe được không ạ? Trước tiên là cái da đầu tiên của mình là nó có xỉn màu và nó có màu vàng ấy. Thế xong khi sau đó mình sử dụng cái da nó sẽ hết, thứ nhất là nó hết nám. Hai sau nó da nó sẽ hồi phục và nó sẽ được như thế này. Trong quá trình sử dụng thì chị có sử dụng về thêm kết hợp với tế bào gốc hay là cái sản phẩm gì với cái bộ nám không ạ? Có, mình sau kết thúc liệu trình mình vẫn sử dụng của bộ sản phẩm ngày đêm này, tế bào gốc màu xanh và tế bào gốc màu trắng.
tức là bisel, bisel xanh, bisel trắng này, rồi. Với cả kem chống nắng bisel, với bộ nám mà chị, bộ nám ngày đêm. À, thế thì cái sản phẩm mà chị Thu sử dụng thì cũng rất là đơn giản và cũng hoàn toàn là chúng ta có thể dễ dàng sử dụng, bởi vì cái sản phẩm này thì cũng không đắt tiền, rất là chi phí rất là thấp, mà đặc biệt nữa thì nếu mà để mà cải thiện được cái làn da như này sau 3 tháng thì có chị em nào chúng ta muốn trải nghiệm cái sản phẩm này không ạ? Mà chị đã kết hợp với liệu trình ủ đúng không? Ủ nóng. Ủ nóng thì ủ nóng để làm trắng da thì chị thấy là sau 5 buổi bắt đầu mình thấy cải thiện rõ đúng không chị? À, tại vì em nhớ là đến buổi thứ 2, thứ 3 là chị vẫn kêu với em là ấy chị thấy chưa thấy gì cả, và thậm chí là chị vẫn kêu với em là càng ngày càng thấy da kiểu nó cứ bị sạm đúng không chị? Sạm với cả bị vàng da. Chị Thu là cái bị hiện tượng là bị sạm, bị vàng da và bị oxy hóa rất là nặng khi mà đến với Huế. À, cái nám của chị thì nó không nổi rõ trên bề mặt đâu, mà nám của chị là dạng nám chìm, dạng nội tiết. Thì chị cũng rất là lo lắng và em cũng lo lắng, em nói rằng là có khi chị đi khám đi, tại sao cái da của chị nó lại vàng như vậy. Nhưng mà thực sự là sau khi mà đi khám thì không thấy sức khỏe có vấn đề gì. À, đến khi mà sử dụng được 5 buổi ủ nóng và kết thúc hình như là một bộ sản phẩm của bên em đúng không chị? Đúng rồi. À, và hình như chị đang dùng bộ thứ 2 rồi đúng không? Đó, kết thúc một bộ sản phẩm thì bắt đầu cái da của chị nó cải thiện rất là rõ. Và đến bây giờ thì thực sự là em Huế cũng không đẹp bằng da của chị Thu đâu nha mọi người nha. Mọi người có thể nhìn rõ ở trên video này là da của em Huế còn đen hơn da của chị Thu. Đó, à, và trước đây thì với một cái làn da mà hơi bị tối màu, xỉn màu và bị vàng thì chị Thu cũng rất là tự ti. Nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn tự tin, sâu mặt mộc cho mọi người xem. Và có thể ở đây để nói chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích với các chị em của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm ơn chị Thu và sẽ hẹn gặp lại chị Thu. Chị tháng tới chị qua em nhé. Chị tháng tới chị qua em vào cái ngày này, hôm nay là ngày bao nhiêu ta? Hôm nay là ngày, hôm nay là 12 à? Hay là 22? Hôm nay là 12 tháng 3. Đó, em hẹn chị là 12 tháng 4 chị qua đây. Nếu như chị em nào mà chúng ta có thời gian chúng ta qua đây thì chúng ta sẽ được trực tiếp gặp chị Thu ở ngoài, người thật việc thật luôn, và xem da của chị Thu như thế nào. Thực sự đây là một làn da mà bản thân em Huế cũng rất là mơ ước, và cũng sẽ tạo một cái động lực để cho các chị em của chúng ta sẽ yên tâm về sản phẩm và theo cái sản phẩm của bên Huế một cách kiên trì hơn để đạt được một cái làn da đẹp như chị Thu như thế này nhá. Con gái 18 là còn phải mơ cái làn da như thế này đó. Đó. Em cảm ơn chị và chúc chị sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống của mình. Cũng chia sẻ thông tin này để cho nhiều chị em có thể biết đến cái dòng sản phẩm của bên Huế để cải thiện được làn da và sắc đẹp của mình nhé. Cảm ơn chị Thu rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả các chị em vào những video tiếp theo ạ.